Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay, ngày 5 tháng 11 năm 2021 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 5 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 về tội hối lộ và Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an về tội nhận hối lộ, Hồ Hữu Hòa, trú Nghệ An, hầu tòa với tội danh môi giới hối lộ. Tại phần thủ tục theo thông báo, cả ba bị cáo đều có mặt, trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, các bị cáo trả lời khá rành rọt. Đáng chú ý, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Linh đề nghị triệu tập vợ của bị cáo này. Theo luật sư, việc triệu tập vợ ông Linh đến tòa với mục đích xét nghiệm, xác minh một loại bệnh đặc biệt hiểm nghèo. Đến nay, công việc này chưa được tiến hành, có liên quan đến việc xét xử ông Linh. Ngoài ra, bị cáo Linh là người bị bắt sau cùng. Trong thời điểm đó, bị cáo đã có 2 tháng nằm trong bệnh viện. Bản thân luật sư chưa có điều kiện tiếp xúc với bị cáo. Do vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử tạo điều kiện theo quyền của luật sư trong quá trình phiên tòa diễn ra. Luật sư cũng cho biết cho tới trước ngày phiên tòa diễn ra, luật sư chưa được tiếp xúc do bị cáo còn nằm viện, đề nghị tòa xem xét xác định tình trạng sức khỏe của bị cáo. Đây là điều kiện cần và đủ để xem xét có tiếp tục phiên tòa hay không, luật sư nói. Cuối cùng, luật sư này trình bày chưa có điều kiện để xác định rõ tình trạng sức khỏe của bị cáo Nguyễn Duy Linh. Ông này dẫn chứng rằng cơ quan chuyên môn đánh giá ông Linh cần được chăm sóc đặc biệt, thậm chí có tiên lượng rất nặng. Từ đó, luật sư đề nghị tạm dừng phiên tòa để xác định tình trạng sức khỏe của ông Linh. Nêu quan điểm, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Linh đã được điều tra tại bệnh viện. Trước khi xét xử, bệnh viện có văn bản trao đổi thể hiện bị cáo đủ sức khỏe hầu tòa. Do vậy, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục phiên tòa. Sau ít phút hội ý, hội đồng xét xử bác bỏ đề nghị của luật sư, quyết định tiếp tục xét xử. Theo hội đồng xét xử, kết quả kiểm tra sức khỏe của vợ bị cáo Linh không liên quan đến bị cáo. Cùng với đó, sáng 5 tháng 11, bệnh viện 198 đã kiểm tra sức khỏe của bị cáo Linh, thấy mọi chỉ số đều bình thường. Phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng truy tố đối với ba bị cáo. Ngày 5 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định về việc phong tỏa tạm thời các xã phường để triển khai xét nghiệm sàng lọc F0 khi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở địa phương này liên tục tăng cao. Theo quyết định, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, thành phố sẽ tiến hành phong tỏa tạm thời 16 trên 21 xã phường có ổ dịch phức tạp và triển khai xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho khoảng 83.952 hộ với 294.959 người. Để triển khai thực hiện, thành phố Buôn Ma Thuột đã thành lập 204 tổ xét nghiệm, mỗi tổ thực hiện xét nghiệm khoảng 500 mẫu một ngày. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, mỗi gia đình sẽ được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp, không quá 3 người, một mẫu gộp, không gộp gia đình này với gia đình khác. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thành lập thêm 4 tổ lấy mẫu lưu động để xử lý các trường hợp có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Thực hiện lấy mẫu làm xét nghiệm real-time RT-PCR để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột giao các lực lượng công an, quân sự, chính quyền các địa phương lập các chốt kiểm soát trên địa bàn trong ngày thực hiện lấy mẫu, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo tất cả các công dân có mặt ở địa phương trong ngày triển khai lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân cao điểm đợt 2 cấp căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn thành phố. Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 và các trưởng phòng nghiệp vụ, lãnh đạo công an các quận huyện. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài bày tỏ sự ghi nhận các đóng góp của các lực lượng cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm vừa qua, khi bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội và tham gia chống dịch COVID-19. Theo đó, trong đợt 1 cấp căn cước công dân, lực lượng công an thành phố đã cấp được gần 50% số lượng căn cước công dân theo quy định. Tuy nhiên, do dịch bệnh, việc cấp căn cước công dân tạm ngưng đến ngày 4 tháng 10 mới triển khai trở lại trong điều kiện bình thường mới. Tôi hiểu rằng công việc của lực lượng công an thành phố, đặc biệt là công an phường, xã, thị trấn trong đại dịch vừa qua là hết sức khó khăn.
Nhiều cán bộ trong nhiều tháng trời không về với gia đình, gắn bó với địa bàn, gắn bó với nhân dân, tham gia cấp căn cước công dân và chống dịch đến nay chưa được nghỉ. Với tinh thần cống hiến phục vụ nhân dân hết mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, lực lượng tiếp tục tổ chức ra quân với quyết tâm cao nhất thực hiện đạt chỉ tiêu cơ bản về cấp căn cước công dân, Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu. Cũng tại lễ ra quân, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, trưởng Công an phường Hiệp Bình Chánh đã phát biểu, thể hiện quyết tâm thực hiện việc cấp căn cước công dân cho người dân theo đúng mục tiêu đề ra. Sau buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài cùng một số lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đi động viên các cán bộ công an các phòng ban, công an các quận huyện, động viên tinh thần và chúc các lực lượng sớm hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch, trước ngày 1 tháng 12 năm 2021, số lượng căn cước công dân gắn chip mà Công an thành phố Hồ Chí Minh phải cấp là 3.482.568 trường hợp. Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội liên quan đến việc 18 trẻ sơ sinh bị tiêm nhầm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, ngày 4 tháng 11, các phương tiện truyền thông đại chúng có đưa tin về việc 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi ở Hà Nội bị tiêm nhầm vaccine phòng COVID-19. Nội dung phản ánh cho hay, trong quá trình tiêm chủng, đã xảy ra sự cố tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại trạm y tế xã Yên, Quốc Oai, Hà Nội. Hiện tại, Bệnh viện Sanh Pôn đang tập trung theo dõi sức khỏe 18 bé bị tiêm nhầm vaccine nêu trên. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Sanh Pôn tập trung theo dõi sức khỏe các trẻ em gặp sự cố tiêm chủng, tổ chức xác minh vụ việc nêu trên, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan và xử lý theo quy định, gửi báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế trước 10 giờ 30 ngày 5 tháng 11 để tổng hợp. Trong quá trình theo dõi sức khỏe các trẻ gặp sự cố, nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn cấp về Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Trước đó, vào khuya ngày 4 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội thông tin ban đầu về sự cố y khoa tiêm chủng tại huyện Quốc Oai. Ngay khi nhận được thông báo, Sở Y tế đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn các giáo sư hàng đầu trong nước. Đồng thời, thành phố mời các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp thăm khám cho các cháu. Các chuyên gia đánh giá, tình trạng sức khỏe hiện tại của 18 trẻ đều ổn định, một số có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sốc phản vệ. Đối với các cán bộ y tế trong dây chuyền tiêm ngày 4 tháng 11, huyện Quốc Oai đã đình chỉ dây chuyền gồm 4 cán bộ và đình chỉ công tác với cán bộ trực tiếp tiêm. Ngày 5 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh sau nhiều ngày nghị án đã tuyên án vụ Nguyễn Hoàng Nhật, giáo viên trường trung học cơ sở sinh năm 1985, quê Đồng Tháp, có hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của phía bị hại, tăng án từ 7 năm tù lên 8 năm tù đối với bị cáo về hai tội danh trên. Trước đó, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Dương Minh Châu tuyên phạt Nhật 7 năm tù về cả hai tội. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho ba nạn nhân 10 triệu đồng. Một gia đình nam sinh không yêu cầu về mức bồi thường dân sự. Theo hồ sơ, tháng 6 năm 2019, Nhật vào xem trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam thì thấy có nam sinh L sinh năm 2005 là học sinh lớp do Nhật là giáo viên chủ nhiệm. Để tiếp cận em L, đến tiết dạy, Nhật lấy lý do em nói chuyện riêng nên phạt dọn dẹp vệ sinh tại phòng thí nghiệm của trường. Khi em L dọn dẹp vệ sinh xong, Nhật thực hiện việc quan hệ với em. Khi đang thực hiện hành vi thì có người ngoài vào nên Nhật kêu nam sinh quay về lớp học. Khoảng một tuần sau, bị cáo Nhật điện thoại cho em L đến nhà phụ mang sổ sách vào trường. Khi em này đến nhà, bị cáo Nhật đề nghị được quan hệ và được đồng ý. Ngoài ra, từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019, Nhật còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với ba nam sinh khác trong cùng một lớp. Sau khi xử sơ thẩm, phía bị hại kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu tòa phúc thẩm hủy án vì cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Cụ thể là cấp sơ thẩm đã không trả hồ sơ, làm rõ dấu hiệu tội lây truyền HIV cho người khác, đồng thời mức án mà cấp sơ thẩm tuyên quá nhẹ so với hành vi hậu quả mà bị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại tiếp tục giữ quan điểm kháng cáo. Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho rằng không có căn cứ đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang giải quyết đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo nguồn tin của chúng tôi, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của nhà báo Nguyễn Đức Hiển. Trước đó, ngày 26 tháng 10, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, vì đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông. Ngoài đơn tố giác, ông Hiển cũng cung cấp hồ sơ tài liệu thu thập được để tố giác hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng. Theo ông Hiển, liên tục 4 tháng qua, những giá trị mà ông nỗ lực xây dựng đã bị xâm hại nghiêm trọng bởi những đoạn video phát trực tuyến, livestream liên tục của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook với mức độ lan truyền rộng rãi, gây hoang mang và bất bình trong dư luận. Những nội dung phát trực tuyến của bà Hằng là hoàn toàn bịa đặt, nhận định sai sự thật về cá nhân tôi nhằm mục đích vu khống và làm nhục tôi. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm cũng như hoạt động nghề nghiệp của tôi, ông Hiển viết. Ông Hiển cho biết thêm, bà Hằng chỉ dựa vào cảm xúc quá khích cá nhân để bịa đặt các thông tin vu khống, xúc phạm tôi mà không có bất kỳ chứng cứ chứng minh nào. Bà Hằng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để loan truyền các thông tin bịa đặt tôi phạm tội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng vì sức mạnh lan truyền thông tin là rất khủng khiếp. Theo ông Hiển, căn cứ vào các điều 144, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, ông đề nghị Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét đánh giá toàn bộ các hồ sơ tài liệu mà ông đã cung cấp, từ đó làm rõ dấu hiệu phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Thượng tá Lê Văn Tiến, trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre, vừa đến Công an huyện Chợ Lách trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho Trung úy Võ Hoàng Duy và binh nhất Trần Văn Tài vì có thành tích xuất sắc trong việc cứu người bị nạn. Theo đó, trên đường đi công tác, hai chiến sĩ Công an huyện Chợ Lách nghe tiếng khóc trẻ em, liền lần theo thì phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi gần khu vực bãi rác. Chiều ngày 28 tháng 10, trên đường đi công tác, khi đến khu phố 3 thị trấn Chợ Lách, Trung úy Duy và binh nhất Tài nghe tiếng khóc của trẻ em trong bụi cây bên đường. Cả hai dừng xe tìm kiếm xung quanh thì phát hiện khu vực gần bãi rác có túi ni lông màu đen. Mở ra kiểm tra phát hiện bên trong là một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Ngay lập tức, hai anh nhanh chóng đưa cháu bé đến trung tâm y tế huyện Chợ Lách để cấp cứu. Qua kiểm tra xác định, cháu bé là nam, nặng 2,9 kg. Các y bác sĩ đã cứu chữa, chăm sóc. Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định, phát triển tốt. Sau khi tiếp nhận thông tin về cháu bé bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã lập biên bản và bàn giao bé cho trung tâm y tế huyện Chợ Lách chăm sóc tạm thời. Đồng thời, ra thông báo trong 7 ngày, nếu người nhà không tới nhận cháu, chính quyền địa phương sẽ giải quyết các thủ tục theo quy định. Hiện tại, cháu bé được cán bộ của trung tâm y tế huyện Chợ Lách chăm sóc, sức khỏe ổn định. Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thượng tá Lê Văn Tiến đã biểu dương thành tích của Trung úy Võ Hoàng Duy và binh nhất Trần Văn Tài đã kịp thời phát hiện và cứu sống cháu bé sơ sinh. Việc làm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, càng tô thắm thêm những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an. Sau gần 6 tháng đóng cửa vì Covid-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức đón khách trở lại từ ngày 5 tháng 11. Dù chưa phải cuối tuần, nhưng nhiều gia đình đã cho các em nhỏ đến đây để tham quan, vui chơi. Theo đó, người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19 qua 14 ngày hoặc là F0 có giấy xác nhận khỏi bệnh trong thời gian quy định có thể dẫn trẻ nhỏ đi Thảo Cầm Viên. Trước khi vào cổng, du khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt và cần tuân thủ quy định 5K, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Các bé bị bắt lắm. Coi như là hôm nay cho đi là giấu, không có cho đứa nào biết. Tối hôm qua mới nói là mai được đi, thú ra các con này mình sớm. Chứ nếu mà nói là nó hỏi, nó đòi ngoài đấy, ở nhà tội lắm, đòi đi học mà đi mẫu giáo á. Chưa được đi học, đứa lớn thì online, đứa hai đứa nhỏ thì mẫu giáo. Cho nên là mỗi lần được đi hoặc là có ai đến phát quà trong cái ngày giãn cách là nó nhào ra. Nó nhào ra, nó thấy có người đến là nó mừng á. Nói chung là cứ mở đến đâu thì vui đến đó. Nhưng mà nhà cô cũng chưa dám đi ăn ở bên ngoài quán. Nghĩ là Thảo Cầm Viên nó có cái mảng xanh không gian ấy thì mới dám cho các bé đi. Chứ cả nhà chưa dám đi ăn cái cà phê gì bên ngoài hết á. Vừa rồi sinh nhật hết ngày này thì kia, ngày lễ ngày trung thu ở nhà tự tổ chức không ạ?
Hơn 9 giờ, thảo cầm viên trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, chủ yếu là những nhóm gia đình có trẻ em, phổ biến với các hoạt động check-in, dã ngoại, tìm hiểu về động thực vật. Hôm nay chị cảm thấy rất là vui tại vì chị rất là muốn cho bé chơi những trò chơi vận động như thế này. Tại vì thời gian dài vừa rồi thật sự cũng không thể nào mà không thể cho bé không có tivi hay là sử dụng những cái điện thoại để sử dụng qua ngày như vậy. Thì cái bản thân của chị là chị cũng cảm thấy rất là bức xúc khi tất cả những trung tâm thương mại chẳng hạn như trước đó chị có cho bé đi chơi thì bây giờ đều đòi hỏi phải có thẻ xanh. Nhưng mà thực tế thì bên mình thì chưa phổ biến tiêm những bé nhỏ như vậy thì thực sự bé chị nhà chị đâu có chỗ nào đi chơi ngoài những công viên hoặc những chỗ như thế này á. Cho nên là khi mà chị biết tin được thảo cầm viên hay đầm sen là hôm nay mở cửa là chị rất là phấn khích, chị cũng phải ráng thu xếp công việc để cho bé có những cái biểu hiện cái tuổi thơ của bé nó không thể nào lãng phí được. Hồi trước thì chị cũng rất là hay cho bé đi, nhưng mà thường thì chị lại hay né là thứ bảy chủ nhật tại vì rất là đông, tại vì dịch thì nó cũng đã kéo dài hơn 1 năm vừa qua rồi. Cho nên là cái giai đoạn đó là chị ít đi hơn so với lại hồi lúc trước mà chưa có dịch. Thì khi mà biết tin thảo cầm viên đóng cửa thì cái thứ nhất là chị buồn, tại vì cái thứ nhất là về đây là cái nơi mà cũng tại vì chị sinh ra và lớn lên ở đây thì ở đây gần như là tuổi thơ trọn của chị luôn, thì khi mà chị cũng rất là muốn cho bé chơi ở đây hơn, thực sự sự lựa chọn chơi ở đây nó vẫn hơn so với lại những trung tâm thương mại. Rồi cũng như là bản thân chị cũng làm ở nhà nước thì cho nên là khi mà thấy thảo cầm viên đóng cửa, một mặt cũng vì buồn là không có chỗ nào để giải trí, với lại một mặt cũng nghĩ rất là lo cho những cái cơ sở này có thể được bảo tồn được về lâu về dài hay không. Rất là yên tâm tại vì đây là cái thứ nhất là không gian mở, cái thứ hai những bé nhà chị thì cũng được coi về truyền thông này nọ của bên mình về 5K rất là nhiều, cảm giác những bé mà cũng nói một phần nào đó thì một phần nhà chị là cũng đã có những người đã F0 điều trị xong rồi, thì cho nên chị cũng nắm được về cái nguy hiểm khi mà bị nhiễm dịch bệnh như thế nào, cho nên là chắc chắn là nhà chị sẽ phải tuân thủ tại vì đầu tiên là sức khỏe của chính nhà mình. Giá vào cổng thảo cầm viên Sài Gòn năm 2021 là 60.000 đồng đối với người lớn, 40.000 đồng đối với trẻ em từ 1m đến 1m3 và trẻ em dưới 1m được miễn phí. Thảo cầm viên Sài Gòn là công viên bảo tồn động thực vật nằm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại quý hiếm như trĩ sao, vọc trà vá, báo gấm, hươu vàng, vượn má vàng, báo lửa. Thảo cầm viên Sài Gòn cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn. Trong những tháng đóng cửa vì dịch, bên cạnh việc chăm sóc cho động vật ăn, nhân viên vườn thú cũng tập trung dọn dẹp tiểu cảnh, trồng hoa để chuẩn bị cho sự hoạt động trở lại. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.